Đây là bộ thứ ba nha. Bộ phát điện 4,5 kW. Thì bộ này nữa là xong đơn của anh. Với tặng cho anh một cái động cơ. À không phải tặng, xin lỗi. Cái này nó hơi kêu bi. À mà thôi, cái đó thì em đã nói chuyện với anh rồi. Thì em test sơ nha. Tại vì cái bóng đèn á, em đang bên kho. Cái bóng đèn thì lại là bên bên nhà của em á. Em không có về lấy được. Để ngày mai trên rảnh này em lấy bóng đèn 12V gì đấy. Em test thêm lần nữa. Bây giờ 9 giờ hơn rồi. Em test nhanh em đi về. Ok. Em đã hàng rất là chắc chắn nha. Dây đủ tải. À, anh xài cái cầu diode này cũng được. Nhưng mà nó chỉ giới hạn thôi. Nó chỉ đạt 50A 1600V. Nhưng mà bù ngược lại thì cái nó đã đáp ứng đủ cái con này rồi. Bản thân nó chỉ có hai mấy A thôi. Tối đa chỉ có 20 24. Ok. Cái tụ thì tạm thời em hết nha. Ngày mai em đi bãi em lấy cái tụ rồi em gửi cho anh luôn. Thực ra cái tụ á. Cái này của anh kia nha, cái tụ mình đấu ở đây nè. Đó. À, cộng trừ nha, cộng nè, cộng và trừ. Anh đấu hai cái dây này ra. Anh đấu song song à, này nối tiếp với song song nhỉ. Cái này gọi là đấu song song à, đúng rồi. Anh cứ đấu song song như vậy nha. Đấu song song như vậy ra. Để làm gì? Thì nó sẽ có tác dụng nha. Bây giờ ví dụ như cái này nè. Anh quay một cái nha. 18V đúng không? Nhưng mà khi anh đấu vào cái tụ này nè à, thì cái số 18 nó sẽ hiện rất là lâu. Nó hiện 18 xong rồi một tí nó sẽ giảm xuống còn 17V, 16V. Tức là cái tụ này tụ ngậm, nó sẽ ngậm điện lại. Còn bây giờ không có tụ nha à, em chỉ ví dụ thôi. Không có tụ thì nó sẽ tuột, nó điện áp không có lưu giữ được ở đâu cả. Thì tụ điện là lưu giữ giữ điện mà. 22V nha, 19V nha, 21V nha, 15V nha, 14V nha, 20V nha. Đấy. Nó chỉ có cái 4,5 kW này nó bị kêu bi giống như em nói với anh đó. Còn lại mọi chức năng đều hoạt động ok nha. Và ngược lại, cái này thì rất là bền luôn ấy. Cái này bền. Tại vì chống nước tốt nha. Nó chống nước rất là tốt. Mà cuối cùng không biết sao bi lại hỏng. Nghịch lý nha. Ok. Thì nếu anh dùng sạc á, anh xài sạc vào ắc quy á, hệ 24V á, thì anh mua một cái thiết bị sạc chuyên dụng. Để làm gì? Để nó có chương trình sạc, nó không bị phồng cái ắc quy của anh. Thứ nhất, thứ hai là nó một là không phồng ắc quy, hai là nó sạc theo cái chương trình sạc tốt cho ắc quy nha. Tốt cho ắc quy. Ví dụ như chương trình sạc thả nổi rồi chương trình sạc cấp tốc như thế nào đó, nó có một chương trình nha. Rồi chương trình đó người ta lập trình sẵn rồi thì nó sẽ tốt cho cái ắc quy. Nó không bị một số cái khách đó, là sạc trực tiếp luôn. Cứ đẩy trực tiếp vào luôn. Đó thì không có tốt nha, mình không kiểm soát được nó. Và bao nhiêu áp nó đầy thì nó không có ngắt được á. Dẫn tới là phồng ắc quy nha. Ok, cái này cũng cốt 35 nha, giống như cái 3,5 kW kia. Cốt 35, cốt lớn, nặng 28 kg. Cái này anh kéo máy nổ thì rất là tuyệt vời luôn ấy. Cái này tối đa là 200V nha. Thông thường á, những khách mà xài 220 á, em khuyên là không nên chạy nó đẩy nó lên 220 nha, hoặc 200 nha. Anh cứ đẩy nó lên 100V thôi. Thì 100V nó đạt cái ngưỡng khoảng 1.000 vòng thôi. Thứ nhất là cái động cơ kéo của mình nó cũng khỏe. Thứ hai là ở 1.000 vòng đó nó ra 100V. Anh mua một cái biến áp sắt. Bên em bán hết rồi, biến áp bãi. Anh cần thì em lấy. Bữa còn mấy cái luôn, khách lấy hết rồi. Thì biến áp sắt đó, nó 20A. Một đầu vào là một đầu vào và đầu kia ra thì nó có hệ tỷ lệ là 1:2. Tức là đầu này vào 100, đầu kia vào ha, đầu kia ra 200V. Đầu này vào 110, đầu kia ra 220. Đầu đầu này vào 50, đầu kia ra 100.
Đấy, cái biến áp nó thiết kế như vậy. Cái biến áp 110 lên 220 á, nó thiết kế như vậy. Cho nên là mình mua nó, mình kết hợp với cái động cơ này thì đem đến một bộ phát rất là hiệu quả mà nhẹ nhàng nha. Thay vì mình cứ đẩy cái ga của cái máy nổ lên á thì nó tốn xăng. Ok, còn dòng á, dòng nó ra được bao nhiêu ấy, nó tùy thuộc vào cái lực tải của cái động cơ kéo nha. Cái đấy nhiều khách không biết có hiểu không, cứ hỏi mình ở tua có những cái động cơ nó bé hơn rất là nhiều á, lấy động cơ đó kéo. Nếu mà các bạn tra trên internet á, cái động cơ để mà kéo cho cái 4,5 kW á, thì các bạn được rất là nhiều thông tin đó. Đa phần là cần khoảng 6-7 kW tầm đó kéo nó mới 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 nổi nha. Còn mình làm hệ điện tuần hoàn thì nó là một chuyện khác. Cho nên không đơn thuần là cứ lấy động cơ nhỏ kéo động cơ to thì sẽ phát ra được dư điện nha, không phải như vậy. Ok, em test là lần cuối nha. À, cái này AC 16 nha. 14 3 2 25 à. 24 21. Cái này em quay chỉ là không tải thôi nha. Nhưng mà khi có tải vào nó sẽ sụt xuống. Ví dụ như khi mình quay một cái đi, nó ra 15 này. Nhưng mà khi mình nối một cái tải á, nó ra chỉ còn 11, 12 thôi nha. 11, 12 tại vì cái lực nó sẽ ghi lại. Nó ghi lại không, mình không có quay nhanh được hơn nữa. Ok, đã xong đơn của anh. Thì ngày mai em đi lấy một cái tụ về ráp vào và gói gửi cho anh. Tại vì xe chành xe á, thì nó chạy, em nghĩ là nó chạy, ví dụ như một ngày nó chạy mấy chuyến vậy đó. Cho nên anh gửi sớm hay gửi muộn thì nó cũng đi cái chuyến đó hả. Tại vì em gửi chành xe đi Campuchia là khuya 11, 12 giờ nó mới chạy. Anh có gửi sáng, gửi trưa, gửi chiều, gửi tối thì đúng 12 giờ nó mới chạy. Nó gom hàng lại. Đó, cho nên sáng mai em sẽ đi lấy cái tụ về em đấu song song vào. Rồi test một lần nữa vào cái bóng đèn 12V hoặc 24V đó. Rồi gói hàng gửi anh. Ok, đã xong hết. À, IC em dán giấy nha. Anh về anh đọc giùm em cái. Đọc thông thả làm nha. Cái này chập cháy một cái là đi mất 1 triệu mấy. Em bây giờ có khoảng hơn 10 cái kiểu này nè. Hoặc là nhỏ hơn, nó dài dài. Nhưng mà công suất cao lắm, 2000W, 3000W. Học phí cả 1 năm. Ok. Dạ, cảm ơn anh ạ.